Chào các em, trong video trước thì thầy đã giới thiệu ông ta đến câu số 36 trong cái loạt câu trong các đề tham khảo minh họa và chính thức của Bộ Giáo dục từ năm 2017 đến 2020. Hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu phần thứ 3 từ câu số 37. Thì trong cái phần thứ 3 này thì thầy giới thiệu cho hoàn toàn liên quan đến đề tham khảo minh họa và chính thức năm 2018. Thế thì câu số 37 này chính là đề chính thức năm 2018. Thì cái câu này thì quá dễ rồi, không có gì phải bàn nữa. Phần ảo, số phức này, số phức Z này, có phần ảo. Đó, Z có phần ảo. Đương nhiên phần ảo là gì rồi? Là số 7 này rồi. Đáp án là D, rất dễ. Đây là câu hỏi mang tính chất nhận biết, rất là dễ thôi. Tiếp tục, đây là hỏi phần thực. Nói chung là những câu nhận biết chỉ hỏi phần thực, phần ảo, rồi số phức liên hợp. Những cái đấy chúng ta học chắc cần những bạn nào cũng biết đó. Phần thực bằng, có phần thực bằng, phần thực đấy đương nhiên đây là phần thực rồi, đúng không? Phần thực là 5, đáp án là B rồi. Đó. Số phức câu số 39 này, số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3, là quá là dễ rồi. Thực 1 và ảo bằng 3, 1 3 đây, 1 thực 3 ở 1 này, ảo 3 này, đấy đáp án là D rồi. Vậy thì ba câu này cũng là chúng ta làm trong vòng mật độ khoảng 5 giây là chúng ta xong rồi, đúng không? Mỗi câu 5 giây, chưa đến 5 giây cả cả tô. Được chưa? Rất là dễ. Do đó thì chúng ta đừng có mất điểm câu này, đọc cho nó kỹ nhá. Nhiều khi là bài toán ở đây thì năm 2018 không lừa cái chỗ phần nào bằng, bình thường có những cái đáp án nó lừa chỗ phần nào, ví dụ như là 7y. Đấy, rất nhiều bạn này gì? Tô chỗ 7y này đấy. Lưu ý nó phần ảo nó chỉ có số 7 thôi nha, còn y là đơn vị ảo, y là đơn vị ảo. Lưu ý như vậy. Ok, tiếp tục ta sang câu số 40. Câu số 40, câu số 40 thì điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức. Ok, cái này thì dễ rồi, cái điểm biểu diễn thì chúng ta làm rất là nhiều rồi. Đến đây mà bạn nào cũng biết nữa thì thôi chắc là bỏ thôi, không phải học hành nữa. X bằng trừ 2, y bằng 1. Vậy thì số phức z này chính là bằng trừ 2 cộng với 1y, tức là cộng y. Trừ 2 cộng 1y, trừ 2 cộng 1y là đáp án gì? Đáp án A rồi, đúng không? Đáp án A. Đấy. Sang đây này, trừ 2 đây, 1 đây. Đó. Ok. Rồi, câu 41. Câu 41 thì ta chắc là phải... ở đây chúng ta sẽ phải đưa rõ là phần thực phần ảo. Ở đây chúng ta có thể bỏ để nguyên bên này, chúng ta biến đổi bên này thôi cũng được, được chưa? Câu 41 đây. Đấy. Câu 41 này là đề năm hai chính thức năm 2018 đây. Đó. Thế chúng ta biến đổi cái vế trái hay là tương đương nhá, cái biểu thức này này. Đấy. Tương đương với cái gì? Chúng ta sẽ phần thực với thực đây chỗ là 2x này. Chỗ này cộng 1 này. Đó, thì nhóm nhóm nhau này. Thằng này là gì đây? Thằng này là trừ đi đây. Trừ đi, đúng không? 3y cộng 3, 3y cộng 13, đúng không? Y thì bằng x cộng 16y. Cái này dễ rồi. Hai thằng bằng nhau. Đấy. Thằng này thì bằng đây. Thằng đây thì bằng đây. Đó. Chúng ta sẽ có là tương đương với 2x cộng 1 thì bằng x trừ 3y cộng 3 thì bằng 6. Ồ, cái này thì quá dễ rồi. Đấy. X bằng mấy? X bằng 1. Y bằng ở đây là thay thành trừ, nếu trừ đây thì đây trừ, đúng không? Thì ta được chia 3 thì ta sẽ có y cộng với 1 thì bằng trừ 2. Vậy đây sẽ có là x bằng 1 và y bằng trừ 3, đúng không? Đó nhà y bằng trừ 3. Quá. Y trừ 3 thì chẳng bằng 0 à? Nhầm nào nhỉ? Ồ, ở đâu nhầm, trừ 3 thì chết, nguy hiểm, trừ 1 với không nhỉ, sao không được. Rồi đúng rồi đấy. Rồi ok, rồi đã đúng. Rồi. Trừ 1 và 1 và trừ 3, 1 và trừ 3. Ở đây x 1 y trừ 3 đáp án D đây. Rồi. Đôi khi chúng ta cũng nhầm nhầm, đôi khi bị sai chúng ta chú ý nhá, những cái chỗ này tốt nhất là sau ấy, thay vào đây này. Chúng ta có thể thay vào đây cũng được, đúng không? Bấm máy tính. Cho chính xác mà thôi, đến đây chúng ta tính làm sao cho chuẩn này, thành tính nhầm đôi khi bị nhầm đấy. Ok rồi, đây câu số 41.
Câu số 42, câu 42 thì là đây là đề chính thức, mã đề 101 năm 2018. Thì câu này ở mức độ là vận dụng, rồi, vận dụng. Câu chưa có vận dụng cao cả, câu đề này chỉ một vận dụng thôi. À, thì người ta cho số phức z thỏa mãn một cái biểu thức z ngang cộng với y nhân với z cộng với 2 là số thừa nào. À, trên mặt phẳng tọa độ tập hợp các điểm biểu diễn số với z là một đường tròn bán kính bấy nhiêu. Đây tức là ta tìm cái phương trình của đường tròn. À, liên quan điểm biểu diễn số phức z thì chúng ta sẽ trước tiên ta sẽ z này sẽ bằng x cộng y này đó, biểu diễn số phức z thì chúng ta lưu ý là đặt x cộng y để chúng ta sẽ mối quan hệ giữa x y này nó là đường tròn có phương trình như nào, người ta tìm bán kính x y đương nhiên là thuộc gì, x y thuộc r rồi không gì bàn cả, thế thay biểu thức thôi, z ngang cộng 1, à, xin lỗi là cộng y chứ, à, nhân với z cộng 2 đúng không, thì bằng này thay vào thôi, z ngang thì chúng ta biết rồi, x trừ y đúng không, trừ y cộng với y nhân với x cộng với y z này x cộng y cộng 2 rồi ta làm bằng này, bằng này, à, thằng này là x này cộng với 1 trừ y nhân với y này, đây là ngoặc vuông này, nhân với x cộng 2 cộng với y, được chưa? Và ta chú ý nó là số thuần ảo, tức là chỉ quan tâm đến cái thuần thuần ảo ấy, thì phần thực bằng không đúng không, thuần ảo thì phần thực bằng không, lưu ý thế. Vậy thì ở đây ta chỉ nhân để làm nào lấy phần thực thôi, còn phần ảo không phải nhân làm gì mất thời gian cả đúng không, thế phần thực thì chúng ta sẽ nhân thằng này vào đây thôi, là x nhân với x cộng 2 rồi, ok. Phần ảo này, à, phần thực này thì ảo nhân ảo thì sẽ ra phần thực đúng không, đấy. Thì y bình bằng trừ 1, do đó chúng ta sẽ trừ đi y nhân với 1 trừ y rồi cộng một cái cụm nào đó nhân với thằng y này thì bỏ qua đúng không, vì thằng này là số thuần ảo nên do đó ta sẽ có là x nhân với x cộng với 2 trừ đi y nhân với 1 trừ y là bằng 0 đó. À, đi thi chúng ta sẽ nhanh như vậy, còn phía này nhân ra chả có ý nghĩa gì cả. À, thế thì ở đây chúng ta sẽ có là nhân tung ra là x bình cộng với 2x, chỗ này sẽ là gì, cộng y bình trừ y là bằng 0 rồi, chúng ta sẽ thấy là ta sẽ đưa về dạng phương trình đường tròn là x bình x cộng với 1 tất cả bình phương đúng không, cộng với y trừ đi 1 phần 2 tất cả bình phương thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu, thằng này đang thêm bao nhiêu, đây đang đang cộng vào hai vế là 1 đây, 1 cộng với 1 phần 4 đúng không, 1 cộng 1 phần 4 thì chỗ này chính là bằng bao nhiêu, bằng 5 phần 4 đó, thì đây chính là bằng R bình đây đó, vậy thì R bằng bao nhiêu, R chính là bằng căn 5 trên 2 được chưa, căn 5 trên 2 đáp án C rồi đấy, rất là đơn giản rồi, nhanh đúng không nhỉ, đấy ok. À, chúng ta xong đấy, câu số 42 nói chung cũng phải là quá khó đúng không, chúng ta làm tập trung chỉ mất độ khoảng phút hơn phút thôi, rồi tiếp tục câu tiếp theo. À, câu số 43. Ô, cái này thì quá dễ rồi, cái này bấm máy ra ngay đúng không nhỉ, chúng ta bấm máy này, đây máy tính chúng ta đây, đó, ok máy tính thì ta sẽ bấm cái phương trình bậc hai này nhá, à, ta sẽ phương trình bậc hai này 1 9 2 2 rồi 4 bằng trừ 4 bằng 3 bằng, ồ, cái này là toàn tên lưu của biến A. À, tiếp tục lưu biến B. Hai thằng này thì nó module nó bằng nhau mà. Đúng không? Lưu vào cho nó. Rồi, 1 2 để chuyển sang số phức. Đó, bây giờ module này A đây cộng với module B. Hai module nó bằng nhau mà. Nhưng mà thôi cứ viết. Bạn nào cũng yên tâm cứ như này cho nó chắc bằng căn 3. Vậy đáp án D sao? Đấy. Làm này chắc chỉ mất độ khoảng 30 giây nhỉ. Xong nha. Tiếp tục câu số 44. Câu số 44 này. Đó, câu 44. Được chưa? À, câu 44 này có một cái điều là cái cách làm rất là đặc biệt này, thầy sẽ hướng dẫn ta này. À, trên có chúng ta xem ở đâu đó hoặc các thầy cô có thầy cô giảng có cách là đặt đây z bằng a cùng b y thay vào giải hệ, nó rất là phức tạp.
thầy sẽ giới thiệu cái cách là có thể nói nhanh hơn. Nhanh hơn. Chúng ta chú ý này, đây thực ra chúng ta sẽ dựa vào cái câu mà video trước thầy đã giới thiệu rồi. Đấy. Thì từ cái biểu thức này nhá, z này cộng với 2 cộng y trừ đi modulus của z nhân với 1 cộng với y bằng 0. Cái thằng này áp dụng cái cách này là áp dụng cũng tương đối là hay đấy, nhiều nhiều bài cũng thể áp dụng được. Bài mà có z và modulus của z này. Thế là ta chuyển vế hết để z một vế này, để z này, để thằng liên quan z để đây bằng này. Chuyển sang bên kia nhá. Chuyển kia này thì chúng ta này modulus của z chính là một số thực, được chưa? Vậy thì thằng này là cộng này, cộng z này, cộng 2, à trừ 2 vậy cộng. Cộng với modulus của z này trừ 2. Đó, chuyển vế sang nhá, chúng ta chuyển vế sang nhá. Đây này, cộng với này modulus của z này. Gì? Đó, đây là nhân này trừ 1. Trừ 1 nhân với y này. Đó, được chưa? Thì đây thầy nói này, đây là hai số phức nhá. Đây giống như z1 bằng z2. Đấy, z2. Thì đương nhiên hai số phức bằng nhau thì modulus bằng nhau, z modulus z1 bằng modulus z2. Hai số phức bằng nhau thì modulus đương nhiên bằng nhau. Ngược lại hai modulus bằng nhau thì hai số phức chưa chắc bằng nhau, chúng ta lưu ý nhá. Vậy không có chiều hướng nãy chỉ suy ra thôi nhá. Vậy từ đây chúng ta suy ra này. Suy ra modulus lấy modulus hai vế này. Modulus thì modulus của z này. Ok. Thì bằng gì? Bằng bằng này. Thấy chưa? Bằng nhá. Chúng ta sẽ có là modulus của z này bằng này. Ok nhá. Bằng này modulus này bằng căn bậc 2 này của modulus của z này trừ 2 này bình phương này cộng với này modulus của z này trừ 1 bình phương này. Xong nhá, bây giờ ta đặt t. T bằng modulus của z này. Có điều kiện này, dt lớn 1 nhá, t lớn 1 là điều kiện bài toán này, t lớn 1, được chưa? Đây điều kiện bài toán cho. Đó. Thế ta từ đây ta sẽ có này, xong bình phương luôn này, bình phương rồi. Từ thằng này bình phương nhá, t bình này. Bằng này. T trừ 2 bình phương này cộng với đây modulus t trừ 1 bình phương này. Ok. Bình phương thôi, thì ta giải phương trình bậc 2 này. T bình hết này, bình phương đây ở đây có một t bình này, vậy t bình này. Chưa? Trừ 4t này, trừ 2t là trừ 6t này, trừ 6t. 2 2 bình là bằng 4 này, 4 cộng 1 là 5, cộng 5 bằng 0 này. A cộng B cộng C bằng 0, một nghiệm là 1t bằng 1. T bằng mấy? T1 t bằng 5. T1 này loại rồi này, loại này. T5 thỏa mãn này. Đúng không? Vậy t bằng 5 tức là ở đây chúng ta sẽ có là modulus của z bằng 5. Modulus z bằng 5 thay ngược trở lại đây, thay ngược trở lại đây. Ta sẽ suy ra được z bằng này. Z bằng này 5 trừ 2 này cộng với 5 trừ 1 này y này. Hay nói khác là bằng gì? Bằng 3, 5 trừ 2 3 cộng với 4y này. 3 4 này, AB này, A đây bằng A này. Đây bằng B này. Đó, vậy thì suy ra P bằng A cũng có B đúng không? P bằng 7. 7 là đáp án gì? A đáp án D. Rồi ok, đáp án D này. Đấy. Được chưa? Nó rất là nhanh đúng không? Đấy. Còn nếu chúng ta A và B thay vào đây giải hệ thì tương đối là phức tạp này, chúng ta cứ thử làm thì xem nó hơi dài một chút. Đấy, dài, chắc chắn là dài cách này rồi. Đấy. Ta thử xem nha. Đó, ok, đến là câu số 44 là để tham khảo năm 2018. Tiếp tục ta sang câu số 45. Câu số 45 này, 45 này. Đó. Câu số 45 là đề chính thức nhá, đề chính thức này. Đề chính thức này. Và ta nhìn đây, nó cũng tương tự như đề tham khảo, ta nhìn thấy tương tự nhá. À, nó khó hơn một chút so với đề tham khảo này. Khó hơn một chút so với cái câu này. À, so hơn một chút so với câu này. Được chưa? Đó. Thế thì cái câu này sẽ làm thế nào? À, vẫn làm như cái phương pháp của câu 45. À, chưa? Thì năm 2018 được gọi là đề khó nhất trong các năm thi vừa qua. Là cái đề khó nhất đấy. Là năm thi khó nhất chúng ta lưu ý. Thì cái dạng này chúng ta lưu ý này, đó. Thế ta biến đổi thôi, ta biến đổi cái thằng nhân tung ra nha, nhân tung đấy, ví dụ cái thằng cục 45 nhá, z này nhân này. Modulus của z nhân với z này. Trừ đi này. 4 này modulus của z này. Rồi trừ đi modulus của z nhân với y này. Cộng với 2y này. Đó, thì bằng này. Bằng
5 trừ y nhân với z này. Rồi, chuyển vế sang nhá. Chỗ nào có z thì ta sẽ chỗ nào có z ở đây. Ok, chỗ này này, chúng ta suy ra chuyển ra chuyển vế tương đương này. Đây nhóm z ra ngoài thì ta sẽ có là modulus của z này trừ 5 này thành một cụm này. Đó, chuyển sang này. Cộng với đúng không? Chuyển thằng này trừ y, chuyển thằng này cộng y này. Cộng y tức là cộng với y này nhân với z này, đúng không? Chuẩn rồi, đúng như nhỉ? Trừ 5 rồi rồi, chắc chắn đúng rồi. Thằng này chuyển vế sang bên này bằng chuyển vế sang bên này. Chuyển vế sang này thì ta có 4 mô đun của z này. Thằng này là cộng với này mô đun của z trừ 2 y. Rồi ok, ta thấy này, đây là hai số phức. Đây tích nhá, đây là tích này, tích đây là tích đúng không? Đấy, đây là một số phức này, đây là một số phức này, bên này cả cụm này một số phức vì đây là phần thực của số phức đó, ta lưu ý nhá. Đây là một, đây là số phức này, có phần thực là modulus của z trừ 5 này, phần ảo là y này, còn đây là đương nhiên là z là số phức rồi này. Đây là phần thực của số phức bên này này, đây đây một số phức này, đây có phần thực là 4 modulus z này, đây phần ảo là modulus của z trừ 2 này. Ok chưa? Thế ta lưu ý này, modulus của z1 nhân với z2 thì chính là bằng modulus của z1 thế nhân với modulus của z2. Lưu ý chưa? Ok, thì ta lấy modulus hai vế này từ đây suy ra này. Modulus này hai thằng bằng nhau, đương nhiên modulus bằng nhau. Đấy nhỉ? Thế thì ở đây ta sẽ có là modulus của cái thằng này, số phức z1 này, modulus z1 này bằng căn bậc 2 này của modulus của z trừ đi 5 bình phương này cộng với thằng này là 1 đúng không? Y bình này, đây là 9. Cái thằng này chính là 1 đây. 1 à, phần phần ảo của nó là 1 đấy, 1 bình này, 1 bình là 1 này. Rồi, thằng này đương nhiên là mô đun nhân với mô đun của z. Rồi. Bằng này căn bậc 2 của 4 4 16, 16 mô đun của z bình phương này, đúng chưa? Cộng với này mô đun của z trừ 2 bình phương. Rồi. À, nó hỏi là có bao nhiêu số phức z thỏa mãn này, có bao nhiêu số phức z thỏa mãn. Thế ta lưu ý này, ở đây này, cứ có bao nhiêu cái module của phức, tức là cái phương trình này có bao nhiêu cái nghiệm module z này thì có bấy nhiêu cái số phức z, bởi vì chúng ta ở đây ta rút ra z này, z sẽ bằng cả cái cụm này chia cho cái thằng này đúng không? Nếu như mà có module của z thay vào thì cứ cứ có một cái module z thì có một số phức z, có hai module z thì có đúng không? Vì ta thay ngược trở lại mà đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta thực chất bài toán lúc này chỉ cần hỏi là phương trình này có bao nhiêu nghiệm là mô đun của z này thôi. Nếu ta đặt t bằng t này, đặt t bằng mô đun của z đó, t lúc này t sẽ lớn hơn bằng không, bằng không. Ok chưa? T lớn bằng không. Thế thay vào đây thì ta sẽ có này, ta có này bình phương luôn nha, bình phương này, bình phương thì ta có là t trừ 5 bình phương cộng 1 rồi nhân với đây đang là t bình thì bằng rồi căn bậc 2 thì bình phương rồi đồng 16 t bình cộng với t trừ 2 bình phương. Rồi chúng ta nhân chia ra xong chúng ta bấm máy thôi. Tương đương với nó là nhiệm vụ ta bấm máy. Câu này thì ở mức độ là vận dụng cao đấy, khó đấy, mình phải dễ đâu. Rồi, tuy nhiên là cách tư duy này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó. Thì chúng ta sẽ có này. Đây hằng thức chút này. Đúng không? Hằng thức nha. T bình phương cộng trừ đi 10t. Đúng nhỉ? Trừ 10t. Đây cộng 25 cộng 1 là cộng 26. Đó nhân với t bình này. Thì bằng này. Chuyển luôn đi. Bằng đã. 16 t bình này, 16 t bình cộng 1 t bình đây này thành 17 về 17 t bình này. Đây trừ 4t này. Trừ 4t này. Này cộng với 4 này. Cộng với 4 này. Đó. Vậy tương đương với là nhân ra này. T mũ 4 này. Đến t bình nhá, đây t mũ 3 thì t mũ 3 này. Trừ thì 10 t mũ 3. Rồi. Tiếp tục về đến t bình thì đây 26 t bình 26 trừ đi 17. 26 trừ 17 bằng 9 à? Ở đâu? Ừ, đúng rồi. 97
16 đúng không? Bằng 9 bằng đây cộng với 9 t bình này, đang chuyển sang là cộng với 4 t này, sang này trừ 4 này bằng 0. Rất may phương trình bậc 4 này thì máy tính 580 có giải phương trình bậc 4, thì ta sẽ dùng máy tính này. Đây máy tính của chúng ta đây. Ok, chúng ta sẽ bấm này. 9 này, 2 này, 4 này. Đấy. 1 này bằng này trừ 10 bằng này 9 bằng 4 bằng trừ 4 bằng. Một nghiệm này, thỏa mãn nha. Một nghiệm này lớn hơn 0 này. Hai nghiệm này bằng 1 là ok này. Ba nghiệm này. Một nghiệm âm bỏ này. Vậy ta có 3, 3 nghiệm T vậy thì có 3 số phức. Thỏa mãn đúng không? Đấy, 3 nghiệm T dương. 3 nghiệm T lớn hơn 0. Đấy. Thì ra là có 3 số phức. À, vậy thì đáp án là gì? Đáp án là B. Đấy, ok. Được chưa? Đó. Câu 46, đây là để tham khảo nó, câu 18. Cái dạng này Minmax này thì thầy đã có 7 video trên kênh liên quan Minmax. Cái dạng này nó chính là cái nằm ở cái video số 4, tức là phần 4. Chúng ta xem video phần 4 của thầy nha. Cái này rất là dễ thôi, chúng ta sẽ lượng giác hóa và chúng ta sẽ bấm máy thôi. Rất là nhanh cái video số 4 ấy, tìm trên trên kênh thầy, hoặc là chúng ta các em xem ở phần mô tả, thầy có để link của các video ở phía dưới, chúng ta xem ở phần mô tả giúp thầy nhá. Thì chúng ta sẽ xem cách bấm máy Casio câu 46. Đấy, nó nằm ở phần 4 nha. Đấy, thầy giới thiệu như vậy. Ok rồi, đến video này thì thầy kết thúc ở đây. Cảm ơn các em.